giờ là lúc hai cô gái của chúng tôi sẽ nói lên là họ đã ấn tượng với chàng trai nào nhất. Đây chưa phải là một cái quyết định, đây chỉ là một cái sự ấn tượng thôi. Dạ. Cái ấn tượng là trong mấy cái người này thì tôi có vẻ tôi thích cái anh này trò chuyện hơn những người còn lại thôi. Dạ, anh nào cũng giỏi, anh nào cũng có cái gì đặc biệt. Nhưng và em có thể em muốn tìm hiểu nhiều hơn về chàng trai số 2. Chàng trai số 2. Xin mời đèn của số 2. Rồi băng khuê. Em lại ấn tượng với bạn Trung Kiên. Dạ mời số 1. Còn riêng em, cho em nói chung nha. Dạ. Em vẫn thấy là cái anh chàng ở vị trí số 4 này ở tuổi 35 thì có vẻ là cũng rất là nghiêm túc. Và em muốn dành cho anh một cái phần trình bày nè. Là giữ lại anh số 4. Mời đàn của anh số 4. Dạ em có chồng rồi, em không có nhu cầu giữ ai. Cho nên ai muốn giữ ai cũng được hết. Dạ, bây giờ em mời gặp gỡ anh số 3. Ước gì thế gian này đừng nhỏ bé đến thế, để những lúc yếu lòng ngồi một bức đoán quen, uống một ly cà phê quen vị, chẳng thể bất chợt gặp người quen và cũng không gọi về những buồn vui xưa cũ. Không trốn tránh cũng chẳng hờn giận, chỉ đơn giản là vì cảm thấy bản thân đã đủ bình yên để bắt đầu một hành trình cảm xúc mới. Nhưng có lẽ hành trình ấy chưa thể bắt đầu được rồi. Chắc chị anh cần phải giới thiệu với em đâu là Băng Khuê và đâu là Khánh Linh đâu phải không? Bạn này là Khánh Linh. Dạ đúng rồi. Đây là Khuê. Nhưng mà khi em bước ra em ấn tượng nha. Dạ em ấn tượng với bạn Khuê. Gái Việt Nam. Dạ luôn. Đúng không? Tóc dài và tóc của bạn có đẹp lắm nha. Vậy hai bạn ấn tượng với bạn số 3 như thế nào? Đẹp trai phong độ quá. Đẹp trai phong độ quá. Khánh Linh cao đẹp trai biết nói chuyện hay. Đặc biệt Quỳnh Lâm trước khi ra về hát tặng bài được không? Dạ được. Mời hát tặng cho hai người đẹp ở trên đó. Cảm ơn em. Rồi và chúc em thành công trong công việc nha. Dạ em xin cảm ơn chị. Và may mắn trong tình yêu nữa. Dạ em xin cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ sẽ là phần thử thách, nhưng mà lần đầu tiên chương trình Tần Số Tình Yêu các bạn đều bốc thử thách về ứng xử một tình huống. Chị sẽ hỗ trợ tụi em, bất kể chị diễn gì hay nói gì, chị là diễn viên cho nên chị có thể làm khó tụi em hoặc là chị sẽ nói những câu không đẹp lòng tụi em nha. Nhưng nhiệm vụ của tụi em phải làm bằng cách nào và gỡ cái tình huống này. Ngặt quá tụi em trả lời không được, rồi bên cạnh đó còn có anh Trương Thế Vinh giúp cho tụi em, cho nên tụi em yên tâm nha. Đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Dạ, đồng ý. Mời ba bạn. Cậu tên gì ta? Dạ con chào bác. Con tên Trung Kiên ạ. Gì mới nói gì? Dạ con chào bác. Cái gì vậy trời? Nghe một cái như ai lấy nước tán vô mặt tôi vậy trời. Tôi nhìn cỡ nào mấy cô mấy chú? Nói lại một câu coi. Dạ em chào chị bác bác bác. Bữa. Chào chị bác là sao? Là bác là vẫn là gia bác nhưng mà chị còn trẻ quá, bao nhiêu kêu bằng chị. Trời đất ơi, tào lao hết sức luôn vậy. Cậu là cậu Kiên phải không? Dạ. Cậu quen đâu là bạn với lại Khuê với Linh nhà tôi đúng không? Dạ. Một trong hai đứa đúng không? Dạ. Ừ, đừng áo mắt ghét. Xin giới thiệu với cậu, tôi là chị của Khuê với lại chị của Linh. Tôi trẻ đẹp nhất shop, đẹp hơn hai đứa đó đó. Dạ, em chào chị đẹp. Ý sao kêu bằng bác, giận dễ sợ. Giận thiệt không uống nước luôn vậy đó. Bây giờ có ai rót cũng không uống nữa thiệt luôn. Giận dễ sợ luôn. Bớt giận đi chị, giận nó có nhiều nếp nhăn lắm. Trời đất ơi, cái này á là thiết kế chơi cậu rồi. Thay vì nó đổ miếng nước vô đi, không có một giọt nước cho thằng nhỏ. Rồi sao nhỏ nó qua nó làm rễ. Dạ cái này coi như là tấm lòng của em hả chị? Tấm lòng. Dạ. Đây nè con người giả dối ghê nơi không. Uống nước mà không có một giọt vậy mà nói tấm lòng. Rồi đi qua thăm gia đình tôi trên tay chứ không phải sách cái gì chứ đi tay không vậy sao? Dạ nếu mà đến đây thì em chỉ đem theo một cái đặc sản của miền Tây. Là cái gì? Dạ đó là đặc sản gì giọng cổ ạ. Ra đứng ngay giữa đó hát cho tôi nghe câu giọng cổ nghe được. Dạ. Cho ngồi. Trời giá lạnh giữa đêm mưa một mình trên phố vắng. Tôi đi tìm
mà tâm tư chịu nặng, tôi đi tìm ai mà chết lặng bước chân mình. Được chưa chị? Hết hả? Trời đam phê, hiểu không? Đang như là sắp sửa được rồi đó. Rồi hết ngang vậy đó hả? Có nghe lại nghe. Hát gì giọng ai dữ à? Dạ tại mới uống nước dừa. Mà đẹp trai quá. Mới xoay qua cái cặp này thôi là thấy đẹp trai. Chị là chị khoái cái lương lắm. Dạ. Cái giọng cổ mà chị cao không được. Linh á, với anh Quê đi chợ chưa về. Má thì qua nhà cậu hai chơi rồi. Có mình chị hai ở nhà thôi. Cho nên thôi chị bảo kê cho em. Nhưng mà lát cậu hai về, cậu hai cũng khó lắm. Chị có điều giờ ngồi đây nhưng mà chị nghe cái chuông tấn tưng ở ngoài cửa. Không biết ai kiếm, không biết phải bạn của Linh Quê không. Thôi ngồi đây chơi đi, chị kêu vô coi coi vụ gì hen. Ủa ai bấm chuông vậy, vô đi. Ngày ra đây ngồi cưng. Dạ. Ai vậy, vô. Đẹp trai nữa. Đẹp trai nữa, đeo mặt nạ nữa. Dạ, em chào chị hai. Thằng lanh lẹ. Vô thấy đẹp kêu chị hai liền. Hôm nay chị hai mặc bộ đồ hường đẹp quá chị hai. Được nữa. Dạ, chị hai ngồi. Dạ, nhà em bớt mời. Dạ. Dạ. Dạ, em thấy chị hai đứng em sợ chị hai mỏi giò. Dạ, yên tâm, giò tôi ngắn là không có mỏi. Rồi, cậu qua đây làm gì? Dạ, em muốn gặp Linh. Để làm chi? Rủ lấy uống cà phê. Không có rảnh, nhà tôi không có cho con gái đi uống cà phê. Rồi chị hai, này có tóc đẹp chị hai. Khỏi khen, cả xóm này tôi đẹp nhất. Linh Duyên Khuê cất. Dạ. Chị hai đi đâu ăn mặc đẹp chị hai? Ở nhà thôi cũng đẹp, ra đường thứ gì chịu nổi tôi. Dạ. Là bạn trai nó phải không? Dạ. Bạn trai. Dạ, bạn trai của Linh. Trời, xin lỗi cậu nè, cậu nhìn qua cái cánh trái nè. Cậu thấy chưa, phong độ đẹp trai hồi nãy cách bức tường đâu thấy được. Hồi nãy người ta bước vô, người ta hát câu giọng cổ tặng tôi liền. Dạ, mấy đứa đẹp trai mà hát hay, nó hay đào hoa lắm chị hai. Thì bởi vậy. Dạ. Ai nói đẹp trai đào hoa? Cái cậu về tới. Cái gì vậy? Đây là cậu tôi, bị già chưa lấy vợ. Dạ, chào cậu. Mời cậu ngồi. Dạ, cậu ngồi. Không ngồi, biết cậu. Mời cậu dạ, chưa. Dạ, cậu ngồi. Dạ, mời cậu ngồi. Trời, hát hay là đào hoa hả? Dạ, con nói cái người bên tay trái cậu hai. Quá đấy rồi. Dạ. Bữa nay tôi vô nhà tôi chưa thấy gì là thấy cô rủ hai cậu con trai về đây. Dạ, không có hai này nữa mà lấy con là con lấy lâu rồi. Hả? Hai này vô lấy con bé Linh đó quê. Con vẫn ế trường tồn, định lấy mấy quay phim mà nó không chịu. Cưới con nhà mình đúng không? Đâu, đứa này đâu, nãy hát câu giọng cổ hay, con duyệt rồi, con nói để lát dạng nói với má. Còn này quá xong xạo mặt lắm lắm lét. Qua đây, qua đây. Biết hát với ca gì không? Đâu, thích đứa nào của nhà tôi? Dạ, thích Linh. Có cái gì qua đây mà để đi tay không qua đó cậu? Đi tay không qua không? Đi tay không qua. Dạ. Không mang gì hết. Dạ không, con để quà ở ngoài xe rồi lát con mời gia đình mình ăn tối rồi con bộ cậu tướng mời là tôi đi hả? Dạ, Linh nói cậu đẹp trai mà dễ thương lắm, hiền lắm. Nó nói sao cậu ham ăn á cậu? Dạ. Bây giờ có biết hát hò gì không? Dạ, con hát không được hay nhưng mà con làm giỏi. Làm gì ạ? Dạ, con làm chồng giỏi. Bây giờ cậu nói tôi nghe, một người chồng giỏi là một người chồng như thế nào? Biết quan tâm, hiểu ý vợ và chăm sóc gia đình. Ô, cái ai cũng làm được không ơi? Thôi, bây giờ ra đây, có sức khỏe không? Dạ có. Hít dạ, một cái. Hít một tay á. Hít một tay. Ham gái cho cực hay không? Ham gái cho khổ thấy không? Ham gái cho cực thấy không? Ồ, này có chơi thể thao thiệt ta? Dữ á. Dữ à. Quéo quéo rồi, quéo rồi. Thôi đứng dậy. Cho mặt đỏ kè đi. Con mới mệt. Anh đừng có nói gì hết trơn, anh để em chăm sóc. Mời ly nước kiểu tấm lòng đi. Dạ. Ly nước tấm lòng. Nè, nước tấm lòng. Dạ, cảm ơn chị hai. Dạ. Nói thiệt cái cậu là sau khi hít đất xong thì không biết chàng trai này làm sao. Nhưng mà vô gặp hai cậu cháu mình mà ta chịu và làm vậy thôi cũng được rồi. Được. Mà sao con ngồi đây con nghe có bấm chuông ngoài nữa cậu. Ai hả? À? Nhà mình đây làm như bán vé vậy đó. Mời vô. Ai vậy? Mẹ gọi con. Cái gì? Mẹ gọi con. Cái gì? Ai mẹ gì gọi con gì? Mẹ nuôi. Ai nuôi ông rồi nào? Không biết tôi là ai và đây là ai không? Cũng kêu mẹ nuôi. Em đây là cậu nuôi.
Cậu nuôi, đây là cháu tôi nè. Cháu hả? Cháu gì sao nhìn sao thấy dạ. Anh nhìn thấy sao? Nhìn sao? Dạ, không dám nhìn luôn. Thông minh được, không dám nhìn được. Đi qua đi thu tiền điện hay gì? Đi cán ghế. Thích khoe hay thích lên? Dạ, thích khoe hơn. Bên kia là ta đẹp hát trai. Giọng cổ mà đẹp trai nữa. Nhưng mà em nhảy giỏi. À, được. Mở nhạc đó. Nhảy cái coi. Vô. Action. Thả tim. Ông có gì nè. Tôi đang định kêu tôi ngồi tôi thưởng qua tôi dứt mở nhạc. Ông tự nói rồi nhảy rồi đó hả? Nhảy rồi. Dạ tôi lạy hồn, làm ơn nhảy lại lần nữa coi. Giờ nhảy robot. Đi quyền đó hả? Đi quyền rồi còn quyền xuống. Dạ. Em làm nghề gì? Dạ em bên thiết kế. Làm thiết kế luôn, đừng bao giờ đi nhảy nghe không cưng. Có nhà cho khuê về ở không? Có. Có sẵn hay mướn? Có sẵn. Có xe chở khuê đi hát không? Xe máy. Xe máy được rồi. Đồng ý cho khuê hát không? Đồng ý. Đồng ý luôn. Tại em đang học hát nè. Dạ. Bây giờ hát một câu đi kể coi. Đẹp trai lần giờ ngang nhau rồi, bị cái duyên nó đẩy qua cái đẹp, hát một cái là dứt nọc. Hát nhạc đáng trường được. Đáng trường được. Đáng rồi, trường hát. Được. Lòng anh cho kêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu mong chờ. Hết. Có duyên không biết không, nhưng mà hứa với chị. Dạ. Đừng có đi nhảy, cũng đừng có đi hát. Để yên đó hát cho khuê nghe, nhảy cho khuê coi thôi, múa giỏ cho khuê thôi. Yeah. Đừng có làm cái điều đó bắn vé. Yeah. Cái mỏ hát kỳ lắm. Rồi giờ vô đây ngồi luôn, ba đứa vô đây ngồi. Quý, yeah. Cậu có biết là cậu đang ngồi kế bên tình địch của cậu không? Đây không phải là tình địch. Chứ ai? Đây là đối thủ. Một câu cho đối thủ bỏ về rồi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Ông tàu lao, làm lại rồi. 2, 3, vô. Còn hát hay quá. Câu cuối. Về. Mới về có được giỏi rồi. Chị đẹp trai nữa. Tao về. Tao về. Qua tay bên này đi. Đó bên này. Cạo râu đi. Bạn là khuê, còn mình là Linh. Còn có râu hay không râu cũng liên quan nhau. Thôi về đi. Trời ơi. Về chung á. Mấy đứa qua đây là tranh giành con gái nhà tôi hay là nhường nhìn đùn đẩy nhau vậy? Cái này gọi là tôn trọng đối thủ á. Rồi có tôn trọng con gái nhà tôi không? Dạ con chắc được rồi đó cậu. Ai nói? Dạ tại vì con chỉ có Linh thôi, còn hai cái này nó tranh kia. Con có đối thủ. Được rồi. Trả lời chị không? Trả lời gan ngược vậy chứ. Ba em nó tới làm quá, giờ con đâu biết giải quyết sao. Thôi thì chờ má em về quyết định coi bé Linh với bé Quê sẽ lấy ai. Chờ trong vài phút nha.